Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, trong niềm vui của đại gia đình, sự góp vui của các chị em đội múa sẽ góp phần cho không khí của cái buổi Tân Gia Đại Cát của chúng ta thêm vui vẻ hơn, đúng không ạ? Quý vị ơi, hãy dành cho các